10 điểm review xin chào các bạn. Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang mải cúp học, chơi điện tử, thì chàng trai này đã phải oằn mình ra để làm đủ thứ việc trên trời. Với mục tiêu phải kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho em gái mình, cậu đã trở thành một giám đốc trẻ ở những năm 20 tuổi. Thế nhưng con đường nào rồi cũng có chông gai, hành trình phía trước của cậu sẽ ra sao? Hãy cùng 10 điểm review đón xem nhé! Tiểu cảnh là một chàng trai nghèo mồ côi cha mẹ. Anh ta chuyên làm công việc sửa chữa thiết bị điện tử và cố gắng dành dụm tiền bạc để nuôi dưỡng và điều trị cho người em gái nhỏ tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh của anh. Mặc dù là người lạnh lùng và cứng ngắc nhưng anh lại rất dịu dàng, chăm sóc em gái mình cẩn thận. Thế nhưng trong một lần khám bệnh cho em gái thì bác sĩ khuyên cậu nên làm phẫu thuật cho em trước 8 tuổi để tránh tình trạng xấu. Điều này đã vô hình chung áp lực lên Tiểu cảnh khiến cậu phải kiếm được nhiều tiền hơn khi mà cậu chỉ còn 1 năm rưỡi. Cậu điều hành một tiệm sửa đồ điện tử cũ ở trong góc phố, giống như những pháp sư Trung Quốc khác. Ngay cả tháo lắp hay hồi sinh một chiếc iPhone đồng nát thì với cậu cũng không là vấn đề. Với mỗi loại điện thoại cậu thậm chí còn làm hẳn một cuốn giáo trình cách tháo lắp để hy vọng sau này tự đào tạo nhân viên riêng. Ngoài công việc chính là sửa điện thoại thì để kiếm tiền, Tiểu cảnh còn nhận sửa thiết bị gia dụng cho các cụ già trong xóm. Quần quật làm nhiều việc là vậy thế nhưng cuộc sống hai anh em vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Tiền nhà tháng này Tiểu cảnh vẫn chưa thể trả cho chủ hộ. Trong lúc đang cho em gái đi ngủ thì người bạn làm thêm của cậu gọi đến cho Tiểu cảnh đến tham quan phân xưởng của anh. Sau khi kéo tấm bạt chứa đầy bụi xuống thì lộ ra một lô hàng smartphone Thượng Hải đời cũ đã hỏng. Anh gạ gẫm bán rẻ lại đống này cho Tiểu cảnh vì chủ của lô hàng này đã nợ tiền thuê kho của bọn họ đã 2 năm vì ổng bị đi tù. Sau khi nhận tờ giấy kiểm định chất lượng của lô hàng thì Tiểu cảnh mới bảo để cậu về nhà suy nghĩ thêm. Trong đêm tối, khi Tiểu cảnh lôi đống giấy tờ của lô hàng ra thì thấy nó báo bị hỏng tè le. Tại đây chúng ta được chiêm ngưỡng bàn tay tài hoa của các pháp sư công nghệ Trung Quốc. Điều này tương tự với Tiểu cảnh khi mà anh đang cẩn thận nghiên cứu từng con chip bị hỏng, rồi hàn xì từng mấu nối rồi thay thế chúng bằng linh kiện anh kiếm ở chợ Kim Biên. Cuối cùng anh đã thành công hồi sinh một chiếc điện thoại Thượng Hải từ cõi chết trở về. Cảm thấy ổn áp về giao kèo này với ông bạn kia, nên Tiểu cảnh đã chơi tất tay khi mà anh đã thế chấp cửa hàng của mình và vay thêm 50.000 tệ để kiếm đủ tiền nhập lô hàng điện thoại kia. Ngay ngày hôm sau cậu đã đến ngôi chợ điện tử quen thuộc để gặp khách ruột của mình. Sau khi tính toán số lợi nhuận mình có thể thu được lên tới 900.000 tệ, Tiểu cảnh phấn khởi chắc mẩm chuyến này có thể lo tiền phẫu thuật cho em gái rồi. Cả hai anh em chở nhau về trong sự phấn khởi vì Tiểu cảnh vớ phải một núi vàng. Thế nhưng cuộc đời ai hay chữ ngờ, những ngày sau đó chính quyền đã có một đợt truy quét những sản phẩm điện thoại giả rất gắt gao. Điều này khiến lô hàng của cậu không tiêu thụ được và làm Tiểu cảnh phải chịu một áp lực vô cùng lớn từ tiền lãi, tiền sinh hoạt và cả tiền thuê kho bãi khiến anh đau hết cả đầu. Không thể bán được điện thoại tái chế nữa nên Tiểu cảnh quyết định chuyển sang phương án khác. Anh tìm đến một tập đoàn điện thoại để thuyết phục phía công ty xem xét ý tưởng của anh về việc tái chế lại những linh kiện mà anh đã tháo ra. Thế nhưng người quản lý phụ trách ở đây thì có vẻ không hào hứng lắm với ý định này. Thậm chí anh ta còn cho rằng việc này sẽ chẳng đem lại nhiều lợi nhuận và chê Tiểu cảnh không có đủ trình độ nói chuyện ở đây. Thế nhưng Tiểu cảnh cũng thuyết phục được người này với điều kiện anh phải chứng minh mình có đủ khả năng làm việc. Trở về tiệm thì anh bị chủ nợ đến và quấy rầy vì đã trễ ngày đáo hạn mấy tuần. Anh thuyết phục lão chủ nợ rằng chỉ cần cho anh thêm vài tuần nữa để lô hàng của anh qua kiểm định rồi anh sẽ trả tiền. Thời gian gấp rút để Tiểu cảnh nghĩ cách không thì cửa hàng của cậu sẽ bị thanh lý. Sau đó cậu đóng cửa hàng lại để chuyên tâm nghiên cứu cách tháo dỡ linh kiện. Anh tỉ mỉ vạch ra từng bước tháo ra từng chi tiết của chiếc điện thoại cảm ứng, từng chiếc lò xo và bảng mạch đều được anh lấy ra. Cứ sai rồi lại sửa, Tiểu cảnh còn phải phân tích xem liệu anh đã sai ở bước nào chưa. Thậm chí anh còn tự phục chế được cả một tụ điện của chiếc điện thoại. Sau 7749 công đoạn thì cậu đã chia tách linh kiện điện thoại thành công. Sau đó cậu mang đống linh kiện của mình đi kiểm định và đặt chất lượng đầu ra. Hứng khởi nên Tiểu cảnh liền mang thành quả của mình đi gặp tay quản lý thì gã lại lật lọng. Từ trước đến giờ gã chưa từng xem anh là cái đinh gì trong mắt chỉ vì cậu không có học thức lại còn trẻ tuổi. Tức giận nên Tiểu cảnh liền chửi hắn rằng tuổi tác của tôi đâu liên quan gì. Sự việc này đã khiến chủ tịch của công ty ở gần đó phải nhìn tới. Cảm thấy không thể thuyết phục được tên quản lý đầu to mắt cận này nên Tiểu cảnh chuyển mục tiêu sang ông chủ tịch. Mặc dù công ty của ông cũng đang phải gặp tình trạng máy mới phải chịu sự cạnh tranh với máy cũ. Và giải pháp của Tiểu cảnh đưa ra chính là tận dụng lợi thế sân nhà từ linh kiện có sẵn, dòng điện thoại của ông có thể tự tái chế được. Thế nhưng thời gian của vị chủ tịch này có hạn khiến ông không thể dành thời gian nghe Tiểu cảnh nói chuyện được. Điều này khiến cậu phải vội vã đuổi theo để bắt kịp chuyến tàu của vị chủ tịch nhằm thuyết phục ông. Cậu phóng xe chạy như bay trong con phố, lách qua từng con hẻm để tới kịp nhà ga tranh thủ từng giờ từng phút. Thậm chí khi cậu bị té và xe đụng đến đau cả mông nhưng vẫn ráng đứng dậy và chạy tiếp. Sau bao nỗ lực thì cuối cùng Tiểu cảnh cũng gặp thành công chủ tịch trên tàu và xin ông ta 10 phút nói chuyện. Sau khi nghe bản trình bày của cậu về tiềm năng của chuỗi công nghiệp tháo lắp linh kiện điện tử, thế nhưng ông vẫn khuyên cậu nên từ bỏ vụ làm ăn này đi vì chưa kể đến việc có thành công nghiệp được không, thì việc tháo dỡ linh kiện rất là rủi ro. Tới đây thì Tiểu cảnh khẳng định mình có thể làm được việc này mà không hư hại gì. Nhận thấy hoài bão trong mắt Tiểu cảnh nên ông chủ tịch đồng ý mua lại linh kiện nếu cậu tháo được. Thế nhưng khó ở đây là ông ấy không đặt cọc, không cung cấp nhà xưởng và máy móc gì mà chỉ nhận hàng thôi. Nếu linh kiện chỉ bị hư một chiếc thì vẫn sẽ không nhận. Nếu Tiểu cảnh làm được thì hãy liên hệ cho ông ta. Nghe tới đây khuôn mặt cậu nặng trĩu và biểu hiện ra sự mệt mỏi. Trở về trường học đón em gái muộn thì cô bé đang được bác bảo vệ trông nom. Sau khi đón được cô bé thì khi phát hiện anh mình bị thương và la mắng Tiểu cảnh rằng không được phóng nhanh vượt ẩu,
Khi về nhà thì bé cẩn thận bôi thuốc sát trùng cho anh trai mình. Cuộc sống hai anh em tuy cực khổ nhưng được cái rất yêu thương nhau. Sau đó cậu thuyết phục chú Lương là một người bạn của cậu để nhờ ổng giúp trông nom nhà xưởng, rồi sau đó cậu có thể vừa đi làm thêm rồi vừa tháo lắp linh kiện. Tới đây thì chú Lương khuyên cậu đừng mạo hiểm vì nếu chuyện này mà không thành thì cả đời cậu sẽ mang nợ. Thế nhưng việc em gái Tiểu Cảnh phải làm phẫu thuật trước năm 8 tuổi đã khiến Tiểu Cảnh phải chơi tất tay vụ này. Chỉ cần mất 4 tới 5 tháng để đưa ra linh kiện đạt chuẩn thì họ mới có thể nhận và đủ tiền viện phí, chăm sóc thuốc thang cho em cậu. Thế là chú Lương đồng ý phụ giúp cậu mở công ty. Sau đó vì không trả lãi đúng hạn nên tiệm sửa điện thoại của cậu đã bị hốt đi. Để có chi phí sinh hoạt, thậm chí cậu đã phải bán đi chiếc xe của mình. Cậu còn phải đi nài nỉ người bạn năm xưa để xin một chân làm công nhân. Về phần nhà xưởng thì Tiểu Cảnh cùng chú Lương đã đến bãi phế liệu để thuê một căn nhà thùng cũ nát. Sau khi tân trang và vệ sinh cẩn thận để hợp vệ sinh môi trường thì hai chú cháu bắt đầu bày biện đồ đạc ra. Cuối cùng công tác chuẩn bị cũng đã xong, đống hàng của Tiểu Cảnh cũng đã được đem về để chờ tháo rời. Nhìn đống điện thoại ấy cứ như quả núi và Tiểu Cảnh thì như ngu công phải tìm cách xử lý nó đi. Bước tiếp theo mà hai chú cháu này phải tìm cách giải quyết đó chính là nhân sự. Để tháo lô hàng ra thì đương nhiên một mình Tiểu Cảnh là không đủ. Hai người đã đi đến trung tâm giới thiệu việc làm với hy vọng tìm kiếm công nhân. Thế nhưng với đặc thù công việc của Tiểu Cảnh phải làm xong thì mới có lương nên ai cũng chê. Những người chịu làm việc thì lại gặp nhiều vấn đề. Thế nhưng Tiểu Cảnh mặc kệ và vẫn tìm họ. Người đầu tiên là cô Xuân. Cô là một người mẹ đơn thân nhưng gặp vấn đề về khả năng nghe vì trước đây làm ở khu công nghiệp nặng. Để có thể chỉ việc cho cô thì Tiểu Cảnh đã phải hét to đến khàn cả cổ. Người tiếp theo là anh Long, vì trước đây đi làm công ty khi thấy đồng nghiệp bị quản đốc bắt nạt, vì bất bình mà anh đã đấm cả sếp rồi bị đi tù, mà dân tiền án thì sau đó không ai dám thuê làm việc cả. Đầu óc của anh Long thì cũng hơi chậm hiểu và khiến Tiểu Cảnh phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại. Tiếp theo là anh Chí, đây là chiến thần phòng game và chỉ ăn ngủ tại đó. Thế nhưng để có vợ nên anh ta mới đi tìm việc, thì cũng tiện là Tiểu Cảnh đang tuyển nhân sự. Đi cùng anh ta thì còn một người đồng đội là Trương Siêu cũng đang tìm việc nên Tiểu Cảnh cho vô đội luôn. Một lúc sau thì chú Lương còn dẫn thêm 5 bác già trong xóm tới nữa để xin một chân làm việc. Với kinh nghiệm làm thợ sửa đồng hồ 50 năm nên ông bác tháo máy ra một cách nhanh gọn. Nhưng bác ơi, bác tháo đồ như thế này thì hỏng hết chứ ạ. Nhìn các bác già khú đế khiến Tiểu Cảnh tỏ ra ái ngại, nhưng một phần vì nể, một phần vì họ quá nhiệt tình nên cậu miễn cưỡng nhận. Cứ thế công ty linh kiện Hạo Cảnh của cậu ra đời trong hoàn cảnh éo le như vậy. Để có tiền trang trải, cậu đã phải đi bán mạng lau cửa kính cao ốc, công việc hết sức nguy hiểm nhưng cũng đem lại khoản thu nhập khá. Cậu cũng luôn động viên em mình phải hết sức lạc quan, khi có sự quyết tâm thì anh em ta muốn gì cũng được. Chất lượng làm việc của mỗi người tuy đã tăng so với tháng trước nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng tiến độ. Bỗng có một người lạ mặt đến rủ Tiểu Cảnh tham gia vào một vụ nướng chảy linh kiện ra để lấy kim loại. Biết vụ này mang lợi nhưng lại phạm pháp nên Tiểu Cảnh liền từ chối. Bản thân anh đã suýt mất hết vì bán hàng cũ rồi nên không muốn dính thêm. Trong lúc đang làm việc thì Trương Siêu bỗng tiến lại và hỏi sao Tiểu Cảnh trừ lương anh. Hóa ra ông cháu này chuyên đi muộn về sớm, đã vậy còn hay nghỉ làm không xin phép để đi đánh phó bản. Sau một hồi cãi lộn thì Trương Siêu liền bỏ việc không làm nữa. Rắc rối tiếp theo ập đến khi có một số kẻ côn đồ tới làm phiền cô Xuân, chúng ép cô không được kiện công ty của bọn chúng. Khi xưa vì công ty cũ của cô Xuân thiếu bảo hộ lao động khiến cho thính lực chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên cô muốn kiện để lấy quyền lợi. Nên những kẻ này giờ kéo đến uy hiếp và bắt cô ký tờ giấy cam kết kia. Sau một hồi cãi nhau không thành thì tên này liền giở thói vũ phu đánh cô Xuân ù tay. Tiểu Cảnh thấy thế liền chạy vào đá tên giang hồ này một cái vì dám đánh nhân viên của anh. Cả hai sau đó cùng lao vào ẩu đả, chú Lương thì đẩy xe ông lão và dùng gậy đánh bọn này một trận. Thế nhưng sức già yếu nên dễ dàng bị nhóm côn đồ bán hành cho ra bã. Sau đó, anh Long xuất hiện với đôi mắt lờ đờ, với sức mạnh đấm phát nằm luôn của anh Long đã khiến anh cân cả đám. Tiểu Cảnh cũng lao ra ép tên đại ca phải kêu cả đám dừng lại, thế nhưng chưa kịp kêu thì anh Long đã đấm hết đám đàn em của hắn rồi. Sau đó cả nhóm bị lên đồn để lấy lời khai. Sau khi viết biên bản xong thì cô Xuân cảm ơn Tiểu Cảnh rối rít. Anh Chí cũng nhân đây mời mọi người đến đám cưới hạnh phúc của anh. Tại ngày lễ vu quy thì Tiểu Cảnh cũng bước lên và trao lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Sau khi anh đeo nhẫn cưới cho vợ thành công thì anh khóc òa lên vì cuối cùng cũng lấy được vợ. Nhìn công nhân của mình hạnh phúc, Tiểu Cảnh thấy rằng mình giờ không chỉ có trách nhiệm với em gái mà còn phải lo việc làm cho thêm những người khác vì hoàn cảnh của mỗi người họ. Ông cháu Trương Siêu cũng định làm hòa với sếp Tiểu Cảnh nhưng lại bị mấy cô gái ở đây cản trở mất. Trong niềm hân hoan thì cô Xuân và anh Long cũng cùng nâng với nhau ly rượu chúc mừng. Ông bác cựu chiến sĩ này thì kể chuyện chiến tranh phá bom khi xưa khiến tụi con nít khóc ré lên vì sợ hãi. Tại đây thì Tiểu Cảnh và Trương Siêu cũng đã chén chú chén anh và làm hòa lại. Anh tha thứ cho Trương Siêu và cho phép anh được trở về đội. Nhìn niềm hạnh phúc của em gái cũng như nhận ra điều mà Tiểu Cảnh thực sự muốn, anh tự nhủ rằng khi chữa trị thành công cho em gái xong thì Tiểu Cảnh sẽ quay về học cho xong đại học. Thế nhưng quay trở lại với hiện thực nghiệt ngã, Tiểu Cảnh giờ thậm chí còn không thể trả tiền thuê nhà và bị chủ nợ không cho vào. Bất lực, anh đành phải đưa em gái đến viện dưỡng lão ngủ nhờ. Sau đó cậu liền tìm đến thằng bạn đại học để đòi lại tiền mà cậu cho nó vay để chữa bệnh cho mẹ. Thế nhưng bệnh mẹ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cu cậu này bài bạc thôi. Tiểu Cảnh liền chửi nó chỉ biết đánh bạc mà chuyện gì cũng bịa ra được. Thằng cu này cũng chửi lại Tiểu Cảnh rằng cậu còn cực nhiều hơn cả nó. Nếu ván cược này cậu thất bại thì đến cả mạng em gái thì cũng chẳng giữ được. Sau đó Tiểu Cảnh liền nhặt vài đồng bạc lẻ của thằng bạn để đi về.
Nhờ có chú Lương và hàng xóm nên hai anh em mới có thể xin lại đồ từ chủ trọ. Họ cho hai anh em ở tạm viện dưỡng lão 2 ngày. Tiểu Cảnh sau đó đưa em gái đến công xưởng của mình để sống luôn tại đây. Dù gì thì lúc này ở đây có điện có nước vẫn tốt hơn ở chỗ cũ chán. Nhìn em gái nhỏ của mình phải nằm co ro ở một góc lạnh lẽo như vậy, Tiểu Cảnh động viên cô bé và hứa sẽ không đi đâu cả. Đôi mắt cậu ngấn lệ vì tủi thân và cũng vì thương cho người em bé nhỏ. Từ đó hai anh em sinh hoạt ngay tại công xưởng luôn, mặc dù thiếu thốn khó khăn nhưng hai anh em lúc nào cũng vui tươi. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cả hai anh em vẫn đùa giỡn vui vẻ. Bất giác cô bé hỏi Tiểu Cảnh rằng liệu em có chết không. Tiểu Cảnh liền trấn an cô bé rằng không sao, em sẽ được làm phẫu thuật là khỏe thôi, ngủ một giấc dậy là không có chuyện gì hết. Sau đó nhờ sự tiến bộ của mọi người mà tiến độ công việc đã được đẩy nhanh hơn. Trong một đêm khi Tiểu Cảnh đang ngủ thì em gái lay anh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ. Sau khi Tiểu Cảnh ra ngoài kiểm tra thì phát hiện đám lưu manh dù anh làm chuyện xấu lần trước đang ăn trộm lô hàng của cậu. Bị phát hiện chúng liền nổ xe chạy đi nhưng bị Tiểu Cảnh bám theo lên xe và chạy mất. Anh chơi vơi trên chiếc cửa chiếc xe đang chạy mãi ra đường, cuối cùng anh lôi được một tên và cả bản thân ngã xuống xe. Thế nhưng tên còn lại vì quá sợ nên đã chạy đi mất, khiến Tiểu Cảnh chỉ bắt được một tên. Anh run rẩy cùng choáng váng bước lại và nhờ người đi bên cạnh gọi cảnh sát giúp mình. Sau đó nhờ sự can thiệp của cảnh sát nên Tiểu Cảnh đã tìm lại được lô hàng. Họ khuyên anh đừng nên mạo hiểm bắt bọn này như vậy nữa, vì những tên này chuyện gì cũng có thể làm, vì những đống điện thoại này không đáng. Nhưng họ đâu biết lô hàng này chính là hy vọng duy nhất của Tiểu Cảnh. Sau đó vì tay Tiểu Cảnh bị thương mà lại còn giấu quản đốc đi làm nên anh bị phát hiện. Tức giận vì cậu mạo hiểm vậy nên quản lý lập tức đuổi việc Tiểu Cảnh vì tội liều mạng. Nhưng có vẻ ông anh này cũng thương Tiểu Cảnh nên đã cho anh thêm một ít tiền công nữa. Khó càng thêm khó khi mà chủ xưởng đến và làm khó Tiểu Cảnh vì anh đã trễ hạn đóng mặt bằng nửa tháng rồi. Ông chủ nói rằng anh chuyên khất 5 lần 7 lượt nhưng toàn nợ tiền thuê. Cuối cùng ông ấy gia hạn cho Tiểu Cảnh là 3 ngày. Nếu cậu không thể thanh toán thì hãy rời khỏi đây. Thậm chí cậu còn đến gặp cả tay quản lý công ty để xin cọc trước một ít tiền nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng. Vì Tiểu Cảnh hứa không nhận cọc, chưa kể anh ta còn dè bỉu Tiểu Cảnh chỉ là một thằng làm thuê đòi học làm cao. Trong cơn bão, Tiểu Cảnh thất thểu đi về một mình và nhìn em gái qua lớp cửa kính một cách xót xa. Thấy em gái đang nằm ngủ cạnh mình, Tiểu Cảnh nghẹn ngào nhớ lại giây phút anh và mẹ sắp biệt ly. Nhìn ánh mắt mệt mỏi của mẹ khi biết mình sắp ra đi, cậu hứa với mẹ rằng mình sẽ chăm sóc cho em gái. Tới đây mẹ cậu cũng dặn là con cũng phải nhớ chăm sóc cả bản thân chứ. Cứ thế hai mẹ con cậu đã chia tay nhau trong hàng nước mắt. Vài ngày sau vì không thể trả được tiền thuê xưởng nên cậu đã bị ông chủ lấy lại container, còn hàng thì sau khi bão tạnh họ sẽ trả sau. Khi đội anh em công nhân vui vẻ đến làm thì cậu không biết giải thích sao với họ. Chỉ còn 2 tuần nữa là giao hàng nhưng hiện tại cậu đã bị chủ xưởng lấy lại nhà, còn tiền lương thì cậu chưa thể trả cho mọi người. Tới đây chú Lương trấn an cậu rằng ở đây ai cũng biết tình hình kinh doanh khó khăn của công ty mà, và rằng cậu đừng xem mọi người là người ngoài chứ, chúng ta đều là nhân công mà. Mọi người thống nhất với nhau sẽ chỉ lấy tiền lương sau khi đã giao được hàng. Họ cũng sẽ đem sản phẩm về nhà tự gia công vì đã quen rồi. Họ biết ơn Tiểu Cảnh vì cậu đã thu nạp mọi người khi mà chẳng có nơi nào dám nhận những công nhân như họ. Tiểu Cảnh nghe tới đây liền xúc động nghẹn ngào và không nói nên lời. Cậu nhận được sự yêu thương đùm bọc tới từ những con người khác nhau. Sau đó mọi người liền hỗ trợ Tiểu Cảnh thu xếp dọn dẹp lại xưởng thuê Hạo Cảnh. Cô Xuân với sự giúp sức của hội chị em công nhân giúp cô đẩy khá nhanh tiến độ công việc. Chưa kể bác già còn kêu gọi hội dưỡng lão giúp mình một tay. Mỗi người mỗi việc và đến khi sản phẩm được hoàn thiện nhất để đóng gói đem đi kiểm định. Trên đường đi cả nhóm cùng vui vẻ đùa giỡn hát ca. Thấy anh trai mình có vẻ lo lắng nên em ấy động viên cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh nhỉ. Cứ thế đến ngày kiểm định thì cả nhóm được vị chủ tịch mời đến công ty. Sau khi kiểm định xong thì ông chúc mừng mọi người rằng sản phẩm của bọn họ đã hoàn thành tốt chỉ tiêu. Với điều kiện làm việc thiếu thốn, vật chất hạn chế mà được như vậy là rất tốt. Ông ngỏ ý muốn được hợp tác tiếp với Tiểu Cảnh và đầu tư để mở ra một chuỗi tái chế xanh. Nghe tới đây Tiểu Cảnh nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu hỏi chủ tịch rằng lần này thì cậu có được ứng tiền trước không. Ông ấy bảo tất nhiên rồi chú em. Cứ thế cả nhóm giấu đi sự xúc động và tuôn trào cảm xúc ở trong thang máy. Họ ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc sau những gì mà họ đã đạt được. Anh chạy đến phía em gái sún răng và ôm lấy nhau bằng cảm xúc khó tả. Nhờ đó mà em gái anh đã được làm phẫu thuật thành công vào năm 2014. Sau này Tiểu Cảnh đã phát triển xưởng điện tử Cảnh Hạo của mình thành một công ty lớn. Những người trong số họ đều đã đạt được ước mơ của riêng mình. Hai ông cháu phòng game kia thì thành lập chuỗi Cyber, cô Xuân và anh Long thì kết hôn với nhau và mở nhiều chuỗi boxing giải trí. Chú Lương thì trở thành cộng sự với Tiểu Cảnh và ông bác kia thì sống hạnh phúc với hội người già. Còn em gái anh thì cô bé đã lên lớp 6. Đây quả là một bộ phim xúc động và truyền cảm hứng đúng không mọi người? Bộ phim tới đây là hết. Bất cứ ai đang cố gắng phấn đấu từng ngày và đang có ý định bỏ cuộc thì bộ phim này chính là dành cho bạn. Kỳ tích xuất hiện không hề khó, chỉ cần các bạn có đủ sự nhiệt huyết và cố gắng rồi ước mơ sẽ đạt được. 10 điểm review xin chào các bạn.